Bạn ném lon vô thùng được không? Dễ ẹt, nhìn mà học nè. 10 trên 10. Wow, bạn ấy còn không nhìn nữa. Mình cũng muốn thử ghê. Được rồi, mình sẽ lại gần hơn. Chà, chúng ta phải nhắm kỹ hơn. Vậy đó, cũng không khó lắm. Này, cái lon xấu xa. $100. Mình đúng là cô gái may mắn. Mình ngửi thấy Penny. Bạn muốn mua gì? Mọi thứ và nhiều nữa. Không vấn đề, đây của bạn nè. Và kẹo, và bánh nữa nè. Và đừng quên bắp rang nha. Ellen xui xẻo cuối cùng đã gặp May rồi sao? Khoan đã, đây là tiền lưu niệm mà. Cô ấy đã sử dụng tiền giả. Cô gái đó đã cố lừa mình. Cô ấy là trộm á. Bắt lấy. Không, mọi thứ vẫn như nó phải thế. Ellen vẫn xui xẻo. Cho mình một phần bắp rang nha. Của bạn đây. Cảm ơn. Chào buổi chiều, bắp rang nha. Wow, đợi chút nha. To bằng mình luôn. Sao, tiền thế nào thì bắp thế đó thôi. Các em, đến lúc thực hành rồi. Hoan hô, sẵn sàng rồi ạ. Ngày này cuối cùng cũng đến. Mình sẽ làm gì đó thật tuyệt. Ellen, sai chất phản ứng rồi, dừng lại. Ai, đó. Chính là thứ mình cần. Mình có ý tưởng tuyệt vời nè. Mình cần bút gì? Có vẻ như với vận may của Amanda, mọi thứ đều không vấn đề. Amanda, em đang làm gì vậy? Rồi thầy sẽ tự chứng kiến thôi, thầy Sanders. Một ít kem chua. Xuất sắc. Công thức gì lạ quá vậy? Hoàn hảo để làm vàng nguyên chất đó nha. Tất cả là nhờ có quả táo hả? Nếu ít nhất nó cũng giúp mình làm việc thơm ngon thì sao nhỉ? Đưa cho thầy, quên đồ ăn đi. Thầy cần kim cương. Ô, trời hôm nay thật đẹp. Mình nên rủ bạn bè đi dạo. Ô, may là mình chưa làm vỡ ha. Hả? Không nhúc nhích được. Mình kẹt rồi hả? Này, chàng trai trẻ, mình cần giúp. Mình không đứng dậy được nè. Tất nhiên rồi, bạn đang ngồi trên cái ghế mới sơn mà. Bạn đưa mình điện thoại được không? Cái này hả? Đồ xịn đó. Dễ bán. Cảm ơn nha. Không, không. Cứu, có ai không? Cái đồ lừa đảo. Nhưng may mắn đang thật sự theo đuổi Amanda. Hôm nay mình thật xinh đẹp. Ủa không, vỡ màn hình rồi. Của em hả? Thật là mong manh. Yeah, hư rồi. Wow, em thật xinh đẹp. Tặng cho em nè. Thật hả? Phải, em vui thì tặng gì cũng được. Thật may vì anh ở gần đây. Cảm ơn anh. Cưới anh nha, nữ thần. Hả? Xin lỗi. Em không thể. Em kết hôn rồi. Em xin lỗi nha. Cảm ơn lần nữa vì món quà. Phải, có vẻ lần này chỉ có Amanda gặp May thôi. Lại vậy rồi. Này, Amanda, chơi Twister đi. Ý hay đó nha. Mình thích đó. Bắt đầu đi. Xoay mũi tên đi nào. Rồi, chân phải trên màu xanh. Đây nha. Giờ chân trái màu vàng. Xong, sao nữa? Chân phải xanh. Chân trái vàng. Và lại tiếp tục như thế nữa. Không vui gì cả. Vậy đó, mình chán lắm rồi. Ta đổi vai đi. Cầm vòng quay nè. Giờ bạn sẽ là trọng tài, còn mình sẽ là người chơi nha. Chuẩn bị thua đi. Chân trái xanh và chân phải xanh. Ellen rõ ràng kém may mắn hơn Amanda trong trò này. Xin chào, bạn mua áo đó hả? Ôi không, giúp mình Amanda. Mình đã đặt bánh sừng bò rất ngon. Họ có cả đống nhân luôn á. Ellen, mình lạnh quá. Mình muốn kéo chăn hay gì đó lên đắp. Trong này lạnh quá. Của bạn nè. Rồi, cơ quan thụ cảm của mình lúc nào cũng vui với bánh sừng bò. Chào buổi chiều, bánh sừng bò đây. Đứng yên nha, chùm đèn xấu xa. Cảm ơn. Chút ngon miệng, hãy đặt thêm nha. Được, mùi thơm quá đi. Làm mình thèm kinh khủng. Em ấm áp quá, em yêu ơi. Này, kỳ lạ. Nhân đâu hết trơn hết trọi rồi. Ồ, phải, Ellen nói đúng rồi đó. Mình đã đặt bánh nhân kem vani mà. Chỉ có bánh sừng bò trên thiên đường mới nhiều nhân như vậy. Trống rỗng à. Đây chính là định nghĩa hạnh phúc.
Ngay cả bánh sườn bò yêu thích cũng thành kẻ phản bội luôn. Món này ngon thật á nha. Sao mình xui xẻo vậy không biết nữa. Ồ, đừng cười nữa Amanda, không vui đâu nha. Giờ mình sẽ đăng hình, mọi người nên thấy bạn là một con heo. Dừng lại. Mà bạn biết sao không, cứ đăng đi, mình không xấu hổ vì điểm yếu của mình đâu. Chào buổi chiều Amanda, công ty chúng mình muốn bạn trở thành đại sứ thương hiệu. Bạn siêu phù hợp. Đây là khoản lương đầu tiên nè. Ha, bạn thấy chưa, mình lại may mắn nữa rồi nha. Không sao, ngày nào đó mình cũng sẽ thành công thôi mà. Mình yêu mèo. Ồ không, tất nhiên lúc nào đến mình cũng hết giấy cả. Thật bất công mà. Nữa hả? Như có lời nguyền giấy vệ sinh vậy. May là lần này mình có sách nè. Ồ, tuyệt quá. Và giờ mùi cũng thơm nữa. Cuối cùng mình cũng may một cuộn lớn luôn. Này, đáng xấu hổ, trả giấy cho mình. Vậy đó, chịu hết nổi rồi. Mình sẽ tự mang giấy vậy. Mình chắc chắn thế này sẽ đủ. Kể cả cho mình. Áo! Chết, chạy đi. Chờ đã các bạn, là mình mà. Ellen, cứu. Dựa theo hành động của Ellen, ngày mai các cô gái sẽ có bài kiểm tra quan trọng. Nhưng có vẻ Amanda không như bạn mình, không hề quan tâm đâu. Sau tất cả, cô luôn có thể dựa vào vận may. Mình phải học cái này. Ồ không, mình ngủ quên. Nhanh nào, vẫn còn kịp á. Chào thầy Green. Xin lỗi nha, em muộn. Cho em đề nha. Cảm ơn. Em còn 5 phút tính đến lúc hết giờ học. Chúc may mắn. Rõ ràng thầy Green không biết may mắn là khái niệm không hề tồn tại với Ellen. Thật luôn hả? Amanda, mình muộn bút chì nha. Xin lỗi, mình có một thôi à. Ellen, cầm bút chì nè. Và đừng nhìn trộm nữa. Cảm ơn thầy. Phải, Amanda có vẻ hoàn toàn dựa vào may mắn của mình. Không biết vận may có giúp cô lần này không nhỉ? Nếu cũng hiệu quả với mình thì sao ta? Mình sẽ thử. Ellen tội nghiệp, không nên làm theo. Cô rõ ràng không may mắn rồi. Được rồi, giờ ta sẽ thấy. Amanda, chúc mừng em được điểm A. Còn em Ellen, thầy cũng cho điểm. Thế đấy, và lau bàn đi nha. Điểm F hả? Chuẩn bị bài chẳng để làm gì cả. Không muốn bỏ lỡ video mới, vậy hãy đăng ký kênh đi nha. Ồ, là Tyler. Anh ấy thật tuyệt vời. Khoan, mình biết cách làm anh ấy chú ý. Anh sẽ là của mình. Kẹo gum, bạn đang đùa hả? Không được đâu. Nhìn mà học hỏi đi nè. Ồ, em xinh quá. Anh cảm thấy có gì đó đặc biệt giữa chúng ta. Phải, em cũng như vậy. Tim anh mãi thuộc về em, người đẹp. Ta là cặp đôi hoàn hảo. Em sẽ làm bạn gái anh chứ? Em sẽ không từ chối. Thôi nào, vậy đó hả? Mình cũng làm được mà. Mình chỉ cần cố gắng hơn thôi. Mình hoàn toàn làm được. Mong răng của mình không có bị hư nha. Taylor có vẻ đã yêu say đắm Amanda mất rồi. Ellen không có cơ hội nữa. Để rồi xem nha. Cái gì? Nhưng cô hơi quá tay rồi. Sao cú nổ lớn như vậy? Không đời nào cô không được chú ý. Thật không may chút nào. Hay ghê nhỉ. Lào cái đấy không dễ đâu à nha. Chào Mark. Chào các bạn. Nào, làm thế nha. 1, 2, 3. Amanda. Như mọi khi. Đẹp là một thứ quyền lực mà. Mình nghĩ mình biết sao Amanda luôn gặp may rồi. Bạn ấy có bùa may mắn. Chính xác. Sao trước giờ mình không thấy ta? Nó phải là của mình mới đúng. Ellen, bạn đang làm gì ạ? Wow, hiệu quả thật nè. Xin chào. Bạn có sao không? Để mình giúp bạn. Chắc là bạn đập đầu mạnh lắm. Nhưng không sao, sẽ lành lại nhanh thôi. Ồ, mình xin lỗi. Mình chỉ muốn được may mắn như bạn thôi à. Bạn cứ giữ nó đi. Bạn chắc chứ? Cảm ơn. Nhưng còn bạn thì sao? Đừng lo, mình còn nữa mà. Giờ cả hai ta sẽ may mắn. 10 xu cho tất cả. Phải, việc kinh doanh nhỏ ấy mà. Bạn có tin vào vận may và bùa may mắn không nào? Chia sẻ trong phần bình luận dưới video này nha.
bạn có thích video này không? Hãy ấn nút thích, đăng ký kênh của chúng mình và đừng quên bật thông báo nữa nha.